tốt đẹp nhất mà quý vị dành cho và thưa quý vị, phần sinh thành của cô Tơ Minh Thương cùng với con gái của mình đang tiến về sân khấu tham quan và trong đây. Cho chú rể gặp nạn, hy vọng rằng em sẽ đón nhận món quà quý giá nhất trong cuộc đời của bố mẹ dành cho em, đó là người vợ yêu thương của mình. Và hãy luôn luôn gìn giữ, hãy luôn luôn tôn trọng tất cả trách nhiệm của người đàn ông dành cho người mình vợ yêu. Và thưa quý vị, một tràng vỗ tay thật lớn với quý vị để cùng chào đón cô dâu cùng các bạn sinh thành của mình. Thưa quý vị, chúc rượu, giao lưu và cảm ơn toàn thể quý vị.